Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Bạn đang muốn tìm mua một chiếc máy in hóa đơn chính hãng với giá phải chăng? Vậy bạn đã biết lựa chọn mua máy nào chưa? Trong video này thì mình sẽ giới thiệu các bạn top 3 máy in hóa đơn chính hãng với giá tốt nhất. Các bạn hãy tham khảo ngay nhé! Trên bàn của mình thì đang có 3 hộp máy in hóa đơn. Đó là hộp nhỏ nhỏ này thì là máy in hóa đơn BT280. Hộp này thì to hơn một chút là hộp máy in hóa đơn XBA300. Hộp này to hơn thì là máy in hóa đơn EBOS 220. Hộp 280 này thì có giá khoảng 2 triệu. Còn hộp XBA300 thì có giá khoảng dưới 2 triệu. Còn hộp này thì cũng có giá khoảng 2 triệu. Tùy từng đơn vị với cả tùy từng thời điểm thì giá sẽ có thay đổi một chút, chênh lệch khoảng từ 100 đến 200 hoặc 300 gì đấy. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra xem bên trong có gì. Thì đây là các phụ kiện của máy. Đầu tiên thì mình thấy chiếc máy này thì có thiết kế khá là nhỏ gọn. Đây, rất là nhẹ. Giá thành thì rẻ hơn một chút so với BT280 và EBOS 220. Dòng máy này sử dụng giấy in nhiệt khổ 80mm. Tốc độ in là 160mm trên giây, do đó vô cùng nhanh chóng, không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt là sau khi in thì hóa đơn rất là sắc nét, rõ ràng. Độ bền của đầu in XBA300 lên đến 100km, dao cắt giấy có độ bền lên đến 1 triệu lần cắt, đảm bảo sử dụng bền lâu, tuổi thọ cao. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến bạn máy in hóa đơn EBOS 220. Dòng máy in hóa đơn này thì có kích thước và trọng lượng nặng hơn so với BT280 và XBA300. Máy in hóa đơn EBOS 220 có đến 3 cổng kết nối, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của bạn. EBOS 220 in được hóa đơn bằng phần mềm, sử dụng khổ giấy in là 880mm. Tốc độ in là 200mm trên giây. Cuối cùng thì mình muốn giới thiệu đến bạn dòng máy in hóa đơn BT280. Các bạn cũng có thể thấy là dòng máy in này khá là nhỏ gọn, cầm tay sử dụng dễ dàng. BT280 sử dụng giấy có đường kính khoảng 500mm với chiều rộng in là 480mm. Khi in xong đảm bảo hóa đơn sắc nét. BT280 có thể làm việc nhiều giờ liên tục và có khả năng in hóa đơn ngay trong khi sạc pin, giúp công việc của bạn không bị gián đoạn. Máy in hóa đơn BT280 hỗ trợ mã vạch 1D, mã vạch QR, hỗ trợ hệ thống Android và iOS và Windows. Thank you.
Sau khi bạn đã tham khảo hết 3 dòng máy in tôi đã giới thiệu thì bạn thấy máy in hóa đơn nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu như các bạn muốn được tư vấn thêm thì hãy liên hệ đến số điện thoại của siêu thị Hải Minh. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website siêuthihảiminh.vn hoặc siêuthidienmaychinhhang.vn để tham khảo thêm các dòng máy in khác nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để đón chờ xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!